Kênh Lê Nguyễn Hoa Kiển mến chào quý bà con và các bạn đang xem kênh nha. Thì hôm nay tiếp đến nhà vườn chị Tí Phượng Giao Lưu Pho ở dưới Mỹ nha bà con. Dáng cây rất là đẹp, nhà vườn thì giao lưu với cái giá bình dân dễ chơi nha. Mời bà con và các bạn mình cùng xem và giao lưu với nhà vườn luôn ạ. Rồi, mến chào Liêm và chào tất cả anh em. Cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ cho mình những clip vừa qua. Mong anh em thương mà tiếp tục ủng hộ cho shop ạ. Thật lòng cảm ơn ạ. Không làm mất thời gian của cả nhà mình, cái cây mã 1 đầu lai là cái cây này mình giao lưu với giá là 300. Giá mình báo lên đây là mình đã bao sóng bao ship từng cây hết rồi nha. Từ đầu clip tới cuối clip luôn cả nhà mình ơi, dù một cây mình cũng vẫn là bao ship luôn nha. Cây này hoành của nó là 30. Tổng cao của nó là 78. Đế cao của nó là 46. Cây này mình giao lưu với giá là 300, bao sóng bao ship bao hết luôn nha cả nhà mình. Có thấy hợp nhãn thì ủng hộ giúp cho shop ạ. Rồi tiếp theo mình lên cái mã số 2 ạ. Cái cây mã số 2 này 450k 450 nha cả nhà. Cái cây này tại vì cái cổ nó vị trí này thì mình đo như vậy thì nó hơi ăn gian, nhưng mà phải đo ngay đây. Cây này là hoành cổ của nó vị trí đó là 44 cả nhà mình ơi. Cao của nó là 78, đế sổ của nó là 50. Con này 450 ạ. Cây này tàn rất là nhiều và tha hồn ghép luôn ạ. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 3 ạ. Cái này ai thích cái dáng điệu nghệ thì ghép em này ha, chậm theo cái thế này nè. Những cái tàn phượt lên gì theo cái thế ba gì thì rất là ok luôn nha. Cây này giá chỉ có 280 cho em này thôi. Cây này hoành của nó là 32, cao của nó là 71, đế sổ của nó là 45. Đây mình trồng theo cái thế này là rất ok luôn nè. Mình phơi tàn đấy ha. Rồi tiếp theo mình lên cái mã số 4 ạ. Cái cây mã số 4 này 160 cho cái mã số 4 ạ. Cái cây này hoành của nó là 33, cao của nó là 58, đế sổ của nó là 34, 160 ạ. Rồi tiếp theo mình lên cái mã số 5. Một cây số 5, cây này mình hạ tàn được nè. Cây này mình làm hai tầng nha. Cây này 280 ạ. 280 cho cái mã số 5. Ở trên nó tai tàn cũng còn nhiều nữa cả nhà ơi. Cao của nó là 98. Cái hoành cổ của nó là 31. Đế sổ của nó là 44, cây rất đẹp luôn ạ. Giá chỉ có 280 cho em này thôi. Rồi tiếp theo mình lên cái mã số 6. Một em số 6 nè, bệ đế ghế cũng rất là ok luôn nha. Cây này 320 ạ. Hoành của nó là 31, cao của nó là 67, đế sổ của nó là 47. 320 cho em này ạ. Rồi tiếp theo mình lên cái mã số 7 ạ. 140 cho cái mã số 7. Cây này tổng cao của nó là 52, đế sổ của nó là 36 ạ. Cái hoành cổ của nó là 22, 140 ạ. Rồi. Cây này tai tàn cũng rất là đẹp luôn cả nhà mình ơi. 280 cho em này luôn nha, cái mã số 8 nha. Cái hoành của nó là 22, cao là 60, đế sổ là 40 ạ. Rồi tiếp theo mình lên cái mã số 9 ạ. Một con bể đế rất là ok luôn cả nhà mình. Ngồi dáng rất là có duyên luôn nha, cho cái mã số 9. Cái này 350 ạ. Hoành của nó là 34 ạ. Cao của nó là 59. Đế sổ của nó là 37. 350 cho mã số 9 ạ. Tiếp theo là cái mã số 10. 270 cho cái mã số 10 ạ. Form tàn rất là đẹp luôn cả nhà mình. Hoành của nó là 31. Cao của nó là 72. Đế sổ của nó là 48 ạ. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 11 ạ. 150 cho cái mã 11 ạ. Cái hoành của nó là 32, cao là 60, đế sổ của nó là 44 ạ.
tiếp theo mình lên cái mã 12. Cái mã 12 cái dáng này cũng rất là có duyên luôn. Cái này 190 thôi cả nhà mình ơi, vành của nó là 21. Cao là 69. Đế sổ là 44. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 13. 150 cho cái mã 13. Cái hoành của nó vị trí này là 26. Cao là 57. Đế sổ của nó là 39. Tiếp theo mình lên cái mã 14. 200 cho cái mã 14 luôn. Cái hoành của nó vị trí này là 24. Cao là 62. Đế sổ là 43. Tiếp theo là cái mã 15. Trời ơi mấy con gà. 250 cho cái mã 15 ạ. Cái hoành của nó là 30. Cao của nó là 62. Đế sổ của nó là 42 ạ. 250 ạ. Tiếp theo mình lên cái mã 16. Cái cây này nhỏ nhưng mà dáng nó rất là có duyên luôn cả nhà mình ơi. Nó nhỏ chứ tại vì cái hàng này thùng 3 chậu á, nó cao chứ nó không có phải nhỏ nha. Cây này 200, hoành của nó là 20. Cao nó là 67. Đế sổ của nó là 42. Tiếp theo lên cái mã 17. 120 cho cái mã 17. Cái hoành của nó là 21. Cao của nó là 60. Đế sổ của nó là 39. Tiếp theo là cái mã 18. Ba trăm rưỡi cho cái mã 18 ạ. Cái hoành của nó vị trí này là 34. Cao của nó là 67. Đế sổ của nó là 50. Tiếp theo mình lên cái mã 19 ạ. 200 cho cái mã 19 ạ. Cái hoành của nó là 28. Cao nó là 64. Đế sổ là 39 ạ. Tiếp theo mình lên cái mã 20. 150 cho cái mã 20 ạ. Cái hoành của nó là 21. Cao là 62. Đế sổ là 45 ạ. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 21. 200 cho cái mã 21 ạ. Cái hoành của nó là 26. Cao là 66. Đế sổ của nó là 40. 200 cho em này ạ. Tiếp theo mình lên cái mã 22. 230 cho cái mã 22. Hoành của nó là 25. Cao là 76. Đế sổ là 44 ạ. Con này bể thế rất là quái luôn cả nhà mình ơi. 208. Cái hoành của nó là 28. Cao của nó là 59. Đế sổ của nó là 42. 208 cho cái mã 23. Tiếp theo là cái mã 24. 130 cho cái mã 24 ạ. Cái hoành của nó là 25. Cao của nó là 58. Đế sổ của nó là 38 ạ. Rồi tiếp theo là cái mã 25.
cây khá là nặng luôn cả nhà mình ơi, 350 cho cái mã 25 ạ. Cái hoành của nó là 36, cao của nó là 77, đế sổ của nó là 46. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 26, 130 cho cái mã 26. Con này nó ngồi cũng rất là quái luôn cả nhà mình, giá chỉ có 130 là đã bao sóng bao ship luôn rồi cả nhà mình ơi. Hoành của nó là 21, cao của nó là 62, đế sổ của nó là 42. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 27, 130 cho cái mã 27. Cái hoành của nó là 20, cao của nó là 65, đế sổ của nó là 37. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 28, 170 cho cái mã 28 luôn ạ. Cái hoành của nó vị trí này là 29, cao của nó là 64, đế sổ của nó là 39. Tiếp theo mình lên cái mã 29, 350 cho cái mã 29 ạ. Cái hoành của nó vị trí này là 34 ạ. Cái này là hàng thùng 3 chậu nha cả nhà mình. Cao của nó là 70, đế nó cao 47, đế cao 47 cả nhà mình ơi. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 30. 30. Cái này với máy ấy không có ghi. Tiếp theo mình lên cái mã 30 ạ. 150 cho cái mã 30. Cái hoành của nó vị trí này là 21, cao là 62, đế sổ của nó là 40 ạ. Tiếp theo mình lên là cái mã 31, 180 cho cái mã 31 ạ. Cái hoành của nó là 25, cao của nó là 59, đế sổ của nó là 42. Tiếp theo mình lên cái mã 32, 200 cho cái mã 32 ạ. Bể đế nó đặc lắm cả nhà mình. Hoành của nó là 25, cao của nó là 62, đế sổ của nó là 40. Tiếp theo là cái mã 33. Mã 33 này 130, cái hoành của nó là 20, cao của nó là 56, đế sổ của nó là 36 ạ. Rồi tiếp theo là cái mã 34, 200 cho cái mã 34 ạ. Cái hoành vị trí này là 29, cao của nó là 62, đế sổ của nó là 39, 200 ạ. Rồi tiếp theo là cái mã 35, 150 cho cái mã 35. Cái mã này rất là có duyên luôn cả nhà mình, tàn cũng đẹp nữa. Cây này hoành của nó là 18, cao là 57, đế sổ của nó là 40. Tiếp theo mình lên cái mã 36, 180 cho cái mã 36. Cái hoành của nó là 24, cao của nó là 54, đế sổ của nó là 37. Tiếp theo là mình lên cái mã 37, 140 cho cái mã 37 ạ. Cái hoành của nó là 20, cao của nó là 62, đế sổ của nó là 40. Tiếp theo mình lên cái mã 38, 190 cho cái mã 38 ạ. Cái hoành của nó là 29, cao 66, đế sổ 41. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 39,
Cổ nhỏ mà đế rất đẹp luôn cả nhà mình ơi, 190 luôn ạ. Hoành của nó là 18. Cao 63. Đế sổ 43. Tiếp theo mình lên cái mã 40. 190 cho cái mã 40 luôn. Cây này hoành to hơn. Cái hoành của nó là 29. Cao 58. Đế sổ là 41. Tiếp theo mình lên cái mã 41. 140 cho cái mã 41 luôn. Tàn xè rất là đều luôn mà đẹp nữa cả nhà mình, 140 cho em này nha. Hoành của nó là 25. Cao 53. Đế sổ 34. Tiếp theo mình lên cái mã 42. 130 cho cái mã 42. Cái hoành của nó là 23. Cao 50. Đế sổ 36. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 43. Cái này dễ hạ bớt cái hai cái càng nó xuống cả nhà mình ơi. Tại cái ông thợ cắt ông không cắt xuống nha, mình muốn cắt thì cắt. Cây này 200. Cây này hoành cũng rất là to luôn ạ. Hoành của nó là 32. Cao của nó là 62. Đế sổ của nó là 48 ạ. Mấy cây này là đế sổ cao ha. Rồi tiếp theo lên cái mã 44, 140 cho cái mã 44 thôi ạ. Cái hoành của nó vị trí này là 19. Cao 57. Đế sổ 37. Tiếp theo mình lên cái mã 45. 150 cho cái mã 45 ạ. Cái này gồ lùng nhưng mà rất là đẹp cả nhà, mình hoành cho nó là 24. Cao 48. Đế sổ 32. Rồi tiếp theo lên cái mã 46. 130 cho cái mã 46. Cái hoành của nó là 19. Cao 57. Đế sổ 37. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 47. 140 cho cái mã 47 ạ. Cái hoành 25. Cao 67. Đế sổ 40. Rồi tiếp theo mình lên cái mã 48. 150 cho cái mã 48. Cây dày đo thế nào đây? Đo dày thì ăn gian người ta quá. Cái này là hoành 35. Cao là 57. Đế sổ là 45, 150 ạ. Tiếp theo lên cái mã 49, 150 ạ. Cái hoành của nó là 19. Cao là 58. Đế sổ là 39 ạ. Rồi tiếp theo một em kỳ cục kẹo luôn, tưởng không xấu mà xấu không tưởng nữa. Nói chung là cây này dáng nó cũng quái cả nhà mình ơi, 130 nha. Cái hoành của nó vị trí này là 26. Cao là 68. Đế sổ của nó là 37. Lên đây giúp thêm đi lên. Rồi cây một cốt là mình giao lưu. Là cây mã 51 rồi cả nhà mình. Cây này là cao 1m450. Cây này mình giao lưu với giá là 600. Là bao ship luôn cả nhà mình ơi. Cái hoành của nó là 36 cổ. Đế sổ của nó là 53. Cái hoành cốt của nó to lắm cả nhà mình ơi, cái hoành cốt của nó tới 25 lận. Nó ai chốt cây này đi xứng đáng đồng tiền bát gạo. 600 bao ship luôn nha, mã 51. Rồi tiếp theo là mình lên cái mã 52. Cái mã 52 này 300. Cái hoành của nó là 32. Tổng cao của nó là 93. Đế sổ của nó là 45. Rồi một em lùng mập đít bự nữa, em này mình giao lưu với giá chỉ 350 thôi cả nhà mình. Cây này hoành của nó là 42 nè.
cao của nó là 91, đế sổ của nó là 42, 350 cho em này. Còn cây này là 200, 200 là cái mã cuối liếp luôn cả nhà mình ơi. Cây này là cao của nó là 1m4 nha. Cái hoành cổ của nó là 26, đế sổ của nó là 40, là cái mã cuối liếp 200 cả nhà. Rồi, mến chào Liên và chào tất cả anh em. Mong anh em thương mà tiếp tục ủng hộ cho shop ạ. Thật lòng cảm ơn ạ. Rồi, em cảm ơn chị Thị Phường. Mến chào bà con. Cảm ơn bà con mình rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp luôn ạ.